Cái mô này thì nhỏ rồi bác ơi. Dạ. Dạ. Dạ bắt đầu ốp được rồi đó. Ốp theo cái gì? Đó như cây này bắt đầu là nó mà mình nó không ốp lại cái gì. Dạ. Không không đủ đất, không đủ đất. Rẽ nó ra tới đây rồi. Ra tới đây nó hụt này. Chúng hệ bác phải ốp ra ngoài đây. Dạ. Cái này nếu không ốp là nó bị vàng. Như cái này này. Cái này nó bị hai đọt rồi này. Mình bấm ha, mình bấm ở đây ha. Đây. Mình bấm cho. Này, bác thấy không cái lá này bắt đầu vàng rồi này. Dạ. Là nó thiếu đất ăn rồi nha. Cái này á, nó bị chanh đọt ở cái chỗ này nó bị lét nè. Chỗ này hồi xưa mình cắt đúng không? Cắt để cho nó lên tàn này nhưng mà chỗ này nó bị lét tàn. Hồi đó giờ chưa có cắt. Chưa có bấm ha. Chưa bấm để cho cái này nó mập lên, nó lên nó đẩy ra ngoài. Với lại bác cho dinh dưỡng vô cành này nó đang hơi ốm nè. Đó, mà nếu mà kích cái dòng dinh dưỡng của con vô là cái chỗ này là nó mập lên nó ngoài này nó ra rất là nhiều đọt, nó nặng xuống này nó vậy nè. Nó xuống xuống. À nó xà xuống. Chứ còn mà nó cứ lên vậy là ở trong này nó ra không được. Đó, bác thấy không? Trong này bị lép nguyên cái phần này nè. Đó. Còn hai cây này nó chéo nhau luôn nè. Tại hồi đó giờ chưa có bấm. Dạ, phải bấm đi rồi nó mới ra được. Mấy này cũng đã đeo theo ha. Dạ. Đó, đúng rồi. Là nguyên cái phần này bị lép nè bác thấy không? Đó. Quay hướng này vô nè. Đó, nó sẽ bị lép cái chỗ này. Tại vì nó cứ chỉa lên là nó không cho, nó đụng là nó không cho lên ra nữa. Rồi cái cành trong này bác thấy không? Nó ốm liền. Cành này nè. Nó ốm nè. Nó ép á. Nó ép liền. Với lại bác phải cho dinh dưỡng nhiều vô. Cái dinh dưỡng ấy là nó mới ốp mô là đầu tiên nè. Cây năm ấy vậy là ốp mô được rồi. Lúc hồi chồng lúc chỉ thị á. Dạ. Ốp vô. Cây đợt này mấy cây này thiếu đất rồi. Vàng. Cây này là đầu tiên. Có chồng cùng lành không mà to như vậy. Chắc cũng cùng lạnh gì đụng mà điều lúc đó nó nghĩ là mua nhiều cái mình lựa cây á. Không, cái này một thành là do cái mô nó thấp hơn nó ăn ra được này. Thấp mô nó cao quá là nó tới đó nó hết đất là nó bị ti liền. Dạ. Mình đi bên trái hơn phải đó. Dạ. Chỗ này bị rẽ quạt. Thường nếu mà mình bị rẽ quạt á là mình sẽ bấm để cho nó xoay lại. Bấm để khi mà nó lên tới trên này mình bấm để nó xoay lại. Nhưng mà nếu mà ở trên nó xoay rồi thì thôi, mình không bấm nữa. Coi như mình bị lép nguyên một khúc này. Cái là do giống. Từ hồi đó giờ chồng lâu lắm. Cây nó đang vắng lên, bây giờ cần phải có dinh dưỡng nữa. Bác thấy để cây nào nó cũng ốm không? Ốm, nó không có xè ra. Lát nữa con cho bác coi cái cây của con chăm, nó xè ra đây. Cũng vậy thôi, nhưng mà nó xè ra. Thiếu đất ăn. Đây rễ ra tới đây rồi nè. Đây bác nhìn nè. Thấy cái rễ không? Tới đây là hết rồi. Không? Nó ra tới đây nó không ra được nữa, đen rồi nè. Đen cái đầu nè. Tại thiếu đất. Không? Tới đây nó khô. Phải ốp ra nữa. Bắt đầu là mình tưới dinh dưỡng vô. Có hồi giờ có bón cái chuồng gì chưa? Trời ơi. Thấm thư này. Dạ. Ở dưới nó rễ nó suy á. Thấm thư.
bữa con vô nó đâu có vậy đâu ta. Nó bị. Dạ. Với lại bác cho tưới chứ ta, có vẻ như đất khô quá hả? Không. Trời ơi, nhiều khi nó khô quá buốt. Nó mai khô lắm. Khi tụi dạ. Mấy ngày tưới lần vậy? Ừ, tưới dày lại. Nếu mà trời không mưa thì tưới dày lại. Tại cái này là do mình tưới phủ cho những cây khác nữa. Cái này bị khô. Dạ. Cho nó bị khô. Sao nó bị khô cái đầu đọt này? Khô đầu đọt. Rễ nó không có lên được đây luôn mà. Đây này bác nhìn thấy này, cái rễ này. Thấy không? Ừ, khô. Cái rễ khô lại, cái cây này nó suy nè, thấy không? Đơn giản thôi, đâu có gì đâu. Cái này bị khô phải không? Dạ. Khô cái này bị khô. Khô này bươi lên nè, khô. Hai vấn đề, một là ốp mô, hai là thiếu nước nha. Dạ. Dạ. Phải cho nước thêm nhiều cho con. Tại vì mình chấp nhận là mình tưới cả vườn, cho nên mình phải chấp nhận là nó khô, là mình phải tưới lâu. Còn không ai nữa kêu anh, cho anh Lực á, cắm thêm một cái bét nhỏ bên này cho con. Cầm riêng cho cây sầu riêng thôi. Ừ. Bét nhỏ thôi nha. Cầm cái bét nhỏ ha. Dạ, một bét nhỏ thôi là được rồi, không cần phải chích từ cái ống này luôn, cái ca luôn. Thì bây giờ thay vì tưới 1 ca thì mình tưới 2 ca nha. Dạ. Cho cây mình nó phát triển lại chứ để như này thì cho quả cáo thì không được. Dạ, khô quá nha. Đây là khúc trồng mới á ha, còn ngoài kia có trồng lâu như vậy không hay là ngoài cái một lượng như đây luôn. Đó là lựa lựa thanh. Dạ. Dạ. Con nhớ hôm bữa là vô là nó đẹp hơn giờ mà ta. Đó. Dạ. Thiếu đất ăn. Có mấy vườn con vô bị đi vậy rồi. Cũng vườn không chăm luôn mà nó thiếu đất ăn á, thế là nó bị suy nghĩ vậy luôn. Xong rồi con bắt là bắt hết lại để con gửi cho mấy cái hình cho coi. Đó, mấy cái hình là chỉnh đắp đất lại xong rồi bắt đầu bịt rễ ra lại nhé. Tới đó hồi nãy nó mới thấy không là mình thấy hết rồi. Cái nào cũng bị khô hết bác ơi. Cái mặt bên mà có bét á thì nó ướt ướt xíu. Do mình đây là tưới cũ. Cái này thì đất dày nè. Không ngon chứ mà nó mới dọn cái xanh đen bữa nay. Với lại là nguyên nhân chủ yếu là thiếu đất ăn mình một. Thứ hai là bác phải cho thêm cái phân. Khi mà mình ốp mô thì cho thêm phân hữu cơ luôn. Bò thôi, cái gì dòng trong chuồng không, cái cơ vi sinh thôi, cái thân bò cho nó chắc, thấy không? Cây này là hai thân rồi bác này, hai thân này, đó. Ngay từ đầu là đáng lẽ là mình phải tiễn luôn, bỏ bớt đi một thân. Đúng rồi. Dạ. Có tiêu mấy nhỏ gái người làm. Dạ. Vậy là cắt cây. Quay từ phía này vô này, đó. Nhưng mà ví dụ như bây giờ cái này là mình phải xử lý nó chứ còn không là thua. Nha, mình coi ở dưới gốc này. Nếu mà trong trường hợp này mình vẫn để hai thanh vẫn được. Thấy không? Tại vì cái cành bây giờ mình cắt đi một cành là một bên sẽ bị lép ngay. Bác thấy không? Cái cành này là ra là đụng phía bên này này. Đây 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 bác nhìn bên này mới thấy này. Thấy cái cành này nó mọc ngược không? Đâu có tác dụng gì đâu. Bỏ đi. Dạ. Yeah. Thì mình cắt luôn cũng được vậy. Cắt luôn cũng được, cắt luôn nhưng mà chỗ này hơi lép nè. Mấy này nó ra vậy.
Dạ. Dạ không? Bây giờ con cắt tạm ở đây nha. Để lấy cái đọt chính là đọt này nha. Còn cái này mình nuôi để lấy cái những cái cành chi bên này. Dạ. Cho nó đi ra hả? Dạ. Cây này cành chính mập này thấy không? Này hai cành này cao hơn này. Đó mình sẽ cắt bớt cái cành này đi. Đó là mình lấy từ đây lấy ra. Cái của cái cành của cái chính này. Còn cây này một thời gian sau mình sửa lại tiếp. Thấy không? Chứ cái này mà không cắt ra là mấy cái này bị lép nữa. Dạ. Nó lép ở đây nè. Thấy không? Nó lép lên nè. Rồi lên trên này xoay lại rồi thấy không? Trên này nó có đủ độ là nó sẽ xoay tàn lại. Dạ. Đó, nhiều như mình lấy đây rồi thì mình bỏ đây đi. Bỏ những cây nhỏ này đi. Để mình lấy từ đây thôi. Cắt xuống tí nữa. Đó. Mà cái này nó không có đủ dinh dưỡng, cho nên nó không có đủ cái độ triệu xuống cho bác. Với lại cái dưới này là dưới sát mắt ghép quá này. Bác thấy không? Từ đây mắt ghép lên nó gần xịt à. Cho nên là cái ngoài này mình không cần lấy nữa. Bỏ bớt này. Tỉa bớt đi cho nó thoáng. Đó. Này làm cũng thực công lắm đấy. Thì có quyển ra, có dạ. Nhỏ gái ra. Thì con có quay video lại rồi là coi hết. Là cứ vậy rồi làm. Đó. Tỉa bớt đi. Đó, lấy cái cành này. Cành này muốn làm 3 thân luôn. Kệ nó. Rồi cái cành này nó cho nó lấy qua bên này nó xoay lại là được. Cây này sửa nhiều, chịu khó tí xíu phải sửa thôi. Rồi mai mốt là dinh dưỡng vô là nó túa ra lại là nó điều lại nha. Hai thân là phải hợp lên, không hợp là nó lép ở trên lên. Rồi phải giữ cây đòn nữa chứ thôi bác. Đây hơi sát vô rồi ha. Này mình không giữ là đợt không xịt này. Là rầy nó dứt này. Cái này là rầy. Rầy xanh. Dạ. Rồi tỉa bớt cho nó thoáng. Rồi mình không tỉa bớt ở trong nó cũng sẽ tiêu hết à. Những cái cành mà từ mắt ghép đổ lên khoảng tầm 40 là sau này là cắt sạch hết. Thấy không? Ừ. Nhưng hiện tại mình cứ để cho nó che đất. Chứ không là nó mau khô. Dạ. Đó. Nhìn coi cái cành nào à, nha, cái cành này nó xéo nè, bác thấy không? Như nó xéo mà mình không sửa cái đó, nó đi xéo về bên đó là mai mốt nó giữ cái nếp luôn, thấy không? Đáng lẽ nó ra đây nè, bây giờ cành này con cho nó ra đây luôn, cho cái cành này nó ra nè, là nó ngã xuống mai mốt lấy trái nè, đó. Rồi mấy cái cành này thấp quá sát nó kép luôn rồi, đó. Thì khó sửa nó tí xíu cây nó đẹp. Ngày rảnh thì bấm có ngày là xong. Này cây này nó đâm vô luôn phải không? Cành này nè, mai mốt nó khô này. Cành này nó khô này. Dạng nó làm tu buộc rồi ha. Dạ. Nó chéo nhau tùm lum hết trong này nó khô thôi. Tại vì cái cành này nó lên nè. Ừ. Nó khiến cho cái khúc này nè. Nguyên cái khúc này nó lép nè. Ép mấy này à, nó ép luôn đó. Cho nên là cái này nó chanh đọt rồi. Là mình sẽ lấy từ đây thôi. Đó. Để cho nó xoay lại. Nó không có chanh lên nữa là chỗ này nó mới ra được. Dạ. Thằng này dương lên, thằng này nó ép luôn. Dạ. Thì cái này không sao. Cái này mà kích dinh dưỡng vô là bắt đầu nó xà xuống vậy. Xuống hiện. À, rồi cái này xà xuống. Cái xà xuống thì ở trong này nó mới trống được. Đúng không? Nó mới trống được. Mà sửa lần thì có nhiều cành thì sau này mới có nhiều trái. Không? Ông ba cái này nó bị khô. Dạ. Khô bỏ nó khô. Dạ, cái nó bị suy rồi, cây này mà không chăm là nó chậm mất. 1 năm. Gần 1 năm đúng không? Dạ. Đi bỏ đi tranh nhau quá không này. Dạ cành đó cắt luôn á, cắt đi để trên này nó không đụng rồi những cái cành này nó đi ra lại đó, cho nó ra lại để nó ngã ra nhưng thôi nó không ngã. Vóng lên nè, mà thiếu dinh dưỡng là nó sẽ vóng.
còn đủ dinh dưỡng là nó thà ra luôn, là nó chuyển xuống nhiều lắm, nhiều lắm. Lúc nhỏ này nó ép rồi nói với mấy nhỏ gái kêu nó cắt đi, nó chờ hai lớn lớn, chờ lớn lớn nó bị ép, nó ép nó bắt ta nó còn đâu nữa mà chờ. Dạ. Cái sầu riêng lúc nhỏ mình không mấy là nó ghê lắm, nó sau khó sửa lắm. Này cái này nó ép cái này này, chui cái đống này nó bị, nó vẫn còn cành mà, cắt xong nó vẫn còn cành đi ra tiếp mà. Sợ gì? Không. Nó vẫn còn cành ra cho bác mà. Nhưng mà nó bị lép ở trong này uổng này. Tại vì mình không tiện ngay từ đầu. Không. Rồi cái này từ cái này nó lên nữa này, nhưng mà nếu mà mình bác cho dinh dưỡng là nó xuống xuống này, xuống xuống. Dạ. Cái này cũng vậy. Thì khó tí xíu. Thà mình bỏ công vô mình chăm cây sầu riêng. Mình lên cây mít nó to mà mấy cây mít này mà cắt theo con là nên đến bỏ trước đi. Đốn bỏ trước đi. Vì cái cây mít này nó bây giờ là nếu mà cây sầu riêng này á, chăm của bên con nó là một cây đọt nó ra khoảng tầm đây này. Hai cây đọt nó ra tầm đây. Ba cây đọt là một năm sau nó ra tới đây. Mà nếu mà một năm sau nó ra tới đây mà cây mít khi đó lại qua tới đây. Là cây này bị lép chắc luôn. Như phần cái ba rễ mít độc không? Bốn phần vô đây là rễ mít nó xỉa vô đây. Nó cái rễ nó đi xa lắm. Cây mít này cái rễ nó mạnh lắm. Nó đi nó ăn hết á. Nên là con thấy là mít này mít gì mít ruột đỏ hay là khi mít thái gì thế. Mít thái. Mấy cây xung quanh này thì bỏ được này, để được này. Nhưng cây mít thế nào cũng bị chen tàn á. Mít người ta êm mà không nên chúng nó chặt bỏ rồi. Dạ. Đẹp rồi, không để không giữ cơi dài nhiều quá rồi dinh dưỡng không đủ nó ra túa lùa cái này. Chứ phần mình hồi mình mới trồng á mình cũng chưa có biết nữa, với mình coi trên mạng rồi không á. Dạ. Mà kêu mấy đứa nhỏ kêu cái nào tàn xổm lên quá đọt quá con cắt cây. Dạ. Anh ơi để chờ lớn lớn rồi lớn nó mất tàn. Đây này cần đi sát gốc con. Sát gốc rồi cắt bỏ đại. Sát mất ghép qua đâu cũng cắt à. Sát mất ghép quá đâu làm được gì đâu. Mai mốt đâu có nuôi trái được đâu. Để tổn tay chứ làm gì. Dạ. Tại vì mình cắt cái đó nó mới đâm cái từ khác nó nuôi cái cây. Chứ bây giờ nuôi cái cây đó nó to thì nó mất một đống dinh dưỡng. Không? Này nó mới chịu chắc cái xích tuột. Cái của con á là nó không ra giống vậy đâu. Có nghĩa là nó ra là ví dụ như ra vậy là ra nguyên vườn luôn, là bác xịt nguyên một vườn luôn. Chứ còn như thế này là có một cây này à, là phải vác bình đi xịt rất là cực cực. Dạ. Mà xịt hoài mà xịt mà sót thì nó lại ăn cái cây le thì cuối cùng cây mình nó không biết. Cái le không đồng loạt. Dạ không đồng loạt, phải dùng cái dinh dưỡng của con vô nó mới ra đồng loạt. Ủa ra sát mất ghép luôn, muốn cắt để chi trời. Với phần mấy nhỏ gái này, mấy đứa con gái này nó cũng chưa có gần cũng. Dạ. Con để cái cành này để cho nó che nắng thôi nè. Ừ. Chứ mà mai mốt là nó cái lớn rồi lớn cắt bỏ. Dạ. Còn cái nào mà sát ở dưới gốc quá là mình cắt đi để cho nó khỏi nấm. Nấm bệnh nó lên, ví dụ xịt không được á. Nó cứ không ra được, nó không nặng được cho nên là nó cứ bị xổm lên không à, xổm lên không à. Ừ. Xổm lên là mất tàn hết, mấy này bên này nó đâu có ra được đâu. Đúng không? Nó phải chừa cái chỗ trống nên nó mới thở được mới ra được chứ. Nè. Nó không có nặng. Khi cái đọt non nó ra mà nó dài á, ví dụ như từ đây nha, mà nó phánh ra một cái lên 30 cm bắt đầu nó xuống rồi. Nó là xuống xuống được, bắt đầu xuống. Dạ, cái này nó cái này bị chỗ này che rồi cắt bớt lại đi. Ừ, bữa vô đẹp còn đâu dám tư vấn đâu sao bữa nay vô thì từ làm cái ống nước này tôi ra mới có bữa nay ra vườn cái gì vậy. Dạ. Không được đâu, phải chăm vô chứ cũng người chết như cái này tỉa cũng nhiều nè. Quá trời cành đi. Để cho nó thoáng lại. Nè không cắt là mấy con này tiêu luôn. Dạ.
bên này đó, cắt luôn đi. Hai cây hai đọt chanh nhau thấy không, cái cao cái thấp mà cái này nó cứ lên hoài khó chịu, cắt nó xéo đi nha bác. Để cho nước mưa nó tụt xuống á. Dạ. Nè, cái mấy cái ở trong này nè bác. Ở trong này nè, nè mấy cành trong này nè, thấy không? Ừ. Cắt cắt cho nó khoáng ở bên trong, thấy không? Ừ. Này, không cắt nó cũng tự khô thấy không? Khô. Dạ. Nó đâu có đủ, đâu có đủ ánh sáng đâu. Kiểu như là mình như mình ké nhãn. Dạ. Cành này sát mắt ghép quá, cắt luôn. Ui cây này nó xum xê. Ví dụ như nó ra phía ngoài á thì bác cắt là cắt cảnh lẻ. Thấy không? Ở trong trong á thì mình cắt gần như là cắt sạch. Còn phía ngoài là mình cắt cảnh lẻ. Cái này lại muốn chanh đọt nữa rồi. Đây. Chanh đọt để làm gì đây? Mai muốn mấy cành này ra nè, xoay tàn đẹp nè. Cắt chảnh lẻ đây nè bác. Thì nó sát nhau quá đúng không? Mà cùng một phía này, cùng một ruột nè, cùng một má nè. Mình cắt chảnh lẻ đi. Giờ mình cắt cái này. Bỏ bớt đi. Đó. Đó, bên đây cũng vậy. Bên đây thì so le ngược lại. Cắt nhìn cho thoáng, mình xịt thuốc nó mới vô được. Nó mới vô. Dạ. Cắt là nó đâm lại đọt khác à, lo gì. Cái cây nhãn bác cũng cắt cho trụi nó mới ra chứ. Ờ, nhãn vậy. À, sợ gì mà không cắt. Không cắt nó không theo ý mình. Nó xấu quắc à. Đó, tạm tạm vậy thôi. Đó, bắt đầu phun ra được đọt mà nó xỉu xuống được á. Là mình không cắt nữa. Nhưng mà nó không xỉu được thì nó là ngay như mình cắt tiếp. Thuốc ốm nè, đọt ốm nè. Nó ra đỏ là ok nhưng mà nó ốm. Phải xịt thuốc nè. Cánh này đó. Cánh này mấy lá nè, anh nhìn nè. Có mấy lá xanh đen vậy. Dạ. Khó đầu tư thôi. À, mình chặt cái cây mít đi. Mình không có đổ cái phân vô cây mít hay là đổ đầu tư gì vô cây mít nữa cả. Đúng không? Ui, bên vườn bên đó gặp mít này nó cũng ngửng. Lúc đó tại nhà chồng cũng đâu có chưa tính chồng sầu riêng á. Dạ. Rồi bắt đầu cái đốn nhãn vừa cái đầu mới chen mít vô. Dạ. Chứ hồi đó mình biết chồng sầu riêng đâu có trồng mít dữ. Giống như cây này cũng phát triển dữ mà tỉa hết vườn chắc cái chiều luôn á. Chịu khó đi tỉa đó bác. Dễ mà. Dạ, nói nó cái thôi làm cho dữ. Dạ. Mày dạng mà để bịch quá nó cũng đâu ngon đâu, xịt nó đâu có thủng. Xịt nó không vô thì nó nấm. Nấm. Dạ. Cũng như nhãn. Tỉa trong này quá trời, cắt mấy cái tâm trong này cắt. Mấy tàn cái chột màu nhỏ đặt bỏ. Dạ. Với lại mình ngó coi đủ cành chưa, ví dụ như cái chỗ nào mà lép á, để nội chỗ nào con thấy cái cây mà nó bị lép á, con chỉ vô. Kiểu như cây này đi. Đúng không? Nhìn cái má này lép nè. Đúng không? Thì mình đâu có cắt mấy cái cành tâm này làm gì. Để bắt đầu chừa đây, mai mốt là nó đâm ra lại. Hoặc là đây nó đâm ngược ra lại, chỗ này có sáng. Đúng không? Nhưng mà mấy cái cành ở bên này nó nhiều quá rồi thì đâu cần. Đúng không? Như cái cành này dư. Bỏ đi. Đó.
cành nào mà nhiều quá rồi thì mình để nó chen nhau rồi nó lại lép, đúng không? Như bên này cả đống cành ở đây rồi, lấy cái cành từ đây dưới đây là nó đã đủ cấp rồi, không cần phải lên nữa, để trên này nó mới xoay được, không nó rẽ quạt mất. Đây cũng có giống rẽ quạt rồi. Này này. Dạ. Đó, mình chỉ có để nói chung là làm sao nhìn cái cây nó tròn đường ở trong nó khoáng, không có cành dày quá, nhiều quá là được thôi. Ở Tây Nguyên là chỗ này người ta bấm rồi nè, ta bấm vào đây này. Nhưng mà miền Tây thì con không biết, tại vì người ta làm sầu riêng luôn, sợ gió, bấm cái bắt đầu ở chỗ này cái cành này nó lên nó tạo thành cành mới, nhưng mà chỗ dưới này nó sẽ dồn dinh dưỡng xuống, nó sẽ đẩy ra ngoài là cành nó sẽ triểu ra đó, chứ nó cứ vóng lên hoài có chuyện. Tưới chiều này thì cỏ mau phát là đúng rồi, mình tưới phủ mà. Ở sau cái giữa này nó lại dọn hai bên dữ nè, không có tới giờ hả? Không, ý là cái đất á ở hai bên nó cao hơn nè, ở giữa nó lõm kiểu tại vì lõm hồi đó dạng lên nước tầm rừng luôn á. Dạ. Thế bây giờ mình múc đất để bóp mô là lấy ở đâu? Lấy dưới luôn chứ. Dạ. Không, đào. Đó, đất không đào, đào được đó chứ. Đợi mời nữa mình ở dưới mình lắp học rồi. À. Không, mình đào ở đây cũng được, sau cái mai mốt mình lấy cái đất ở dưới mình đắp lại cái chỗ mà mình đào. Đào. Mình thấy dùm lợp vô là vừa. Dạ. Ốp vô đi, tới đây là cắt rạp rồi con, còn gì nữa đâu. Con vỗ ra cho bác coi. Cách dễ nha, dễ nha. Để nó ra đây, nó đâu có ra được nữa. Nó ra hết đất rồi. Được không? Úp ra đây. Đằng nào cũng phải ốp à. Không ốp cũng lẽ để đâm tiếp cà lò chứ. Đây nè, cây của mình ha. Tán lại tới đây. Đúng chưa? Mà đất thì nằm ở trong này. Rễ nó phải ra tới đây rồi nè. Bác biết tại sao mà cái tán ở đây mà rễ nó lại ra ngoài này không? Do trời mưa nó đâu nước đâu vô đây đâu. Đúng không? Nè, nó giống như cái mái nhà vậy. Là nó cứ trượt nước ra ngoài. Trượt nước ra ngoài thì nước ở ngoài ẩm thì rễ nó phải mò ra. Cây cái chiều hướng của cây là nó muốn làm nước ra ngoài để nó nhử rễ ra ngoài mà. Cái này ấy đó chứ, mà mùa mưa chứ mà mùa nắng là nó còn ghê nữa. Mùa nắng là nó suy ghê lắm, là tại vì mùa nắng là nó không có ẩm á, là nó khô. Và ra ngoài này rễ vùng ngoài này cháy hết. Không, cái này cũng khô. Dạ. Ôi, đọt này, căng nhau này, trời luôn. Nhìn cái đám thằng này không còn chỗ đi. Đúng không? Đọt mình cho ăn đọt này. Dạ. Đây là vướng rồi, không đi được nữa. Một thanh thôi, nhiều thanh nó tét. Đúng không? Nhiều thanh nó tét cái dưới á. Tại vì cái cây nó thẳng vậy mà tự nhiên cái cành lên vậy mà cành còn to nữa thì nó xu hướng nó tét ra. Đó, cái này lấy ra lại nè. Chỉ khó lấy ra lại, còn không á, chích của bên con vô có khả năng là nó sẽ ra được những cái đọt ở bên trong thân á. Không biết có ra nổi không. Nhưng mà lấy những cái cành này nó xoay cũng được nè. Nhưng mà cái cành này nó phải ngã ra. Đó, cành này mới ra được. Đúng chưa? Nhưng mấy này nữa. Ừ. Thì lấy từ đây ra. Nó mới xoay lại, lấy từ đây ra nó mới xoay lại. Chứ bây giờ nguyên cái đống này nó lép hết rồi. Sửa như sửa cái kiểu mà.
chân thôi. Cái giai đoạn kinh tiết này mà mình cũng làm được cái gì đó thì mang rất là cần. Những cây nó vóng cao ơi là cao luôn. Nè. Khi nào mà bác bị rễ quạt nhiều quá đó là bác phập luôn ở trên luôn. Cái cùa dứt luôn để ra lại để nó xoay lại. Nè không? Ừ. Như này nó rễ quạt nguyên khúc rồi. Con thì con không dám cắt nhưng mà tại con sợ thôi chứ còn mà như người khác người ta cắt đây luôn. Cho mày lên luôn. Tại dưới tàn này chưa có đủ mập, nó phải xòe ra kìa. Mai mốt mình xịt thuốc nó gần, nó thấp á, nó đỡ, đúng không? Chứ còn để cao quá là con bữa con chưa đi ra đây luôn mà. Có ổ khóa hả bác? Bác có để chìa khóa không? Luôn. Cũng có rồi thôi, không sao. Thì đi tới đây là đã biết hết rồi, đúng không? Đã biết được cái vấn đề của mình, cây của mình ra tới đây mà mua nằm nhỏ xí trong này. Này giờ kêu con gửi phân, gửi thuốc cho bác, cũng không dám gửi. Bác phải ốp được cái mô mới dám gửi đi. Nha. Ốp lại. Dạ, ốp, ốp nó ra đây. Cũng ít đất chứ đâu có nhiều đâu. Ốp ra đây. Xong bác rải cho con cái hữu cơ phân chuồng á, ở trên cái mặt này. Phân chuồng hoặc hữu cơ gì tùy. Nha. Rải trên cái mặt này để bắt đầu là nó mới cải tạo cái lớp đất mới của bác này. Ừ. Lớp đất không có gì cả. Mình rải lên cho nó xốp đất. Ở trong này thì nó xốp. Không, trong này là xưa giờ bác bón phân là nó xốp rồi. Được. Nhưng mà ngoài này không có. Thì bác bây giờ bác không được bón trong này nữa. Tuyệt đối không bón trong này mà bón ở ngoài này. Để mình giữ rễ ra. Nha. Dạ, như vậy. Đây như cái mít ra mà để qua đây nó rồi. Hả? Chị để mấy mít này là để vài buổi chiều là nắng, nắng nó cũng đâu có đạp đâu. Anh ơi, ai gọi anh ơi? Kệ đi. Bấm cúp đi. Ánh nắng buổi chiều nó che bớt. Yeah. Dạ. Cái kéo này nhỏ quá, cắt luôn cái cành này. Chặt luôn, gặp con là con chặt luôn. Không, này thì nhỏ gái tôi chặt nó tiếc tiếc cái người gặp tôi là tôi trồng tôi không trồng gì thôi. Bây giờ mít, mít mình nó bấp bênh quá mà nhiều người trồng quá mà nó dễ trồng, dễ sống quá mà. Nó dễ. Dạ, kỹ thuật sầu riêng khó còn mất quá nhiều. Nằm tứ lưa trong này luôn. Đây này em quay qua bên này luôn. Đây cái mắt ghép của mình nè. Hồi nhỏ không chịu cắt nè ha. Ừ. Thành ra cái dưới này nó to đùng luôn. Cái lên đây. Chẻ ra mình cũng cắt cái này đi. Đúng ra là khoảng tầm 20 phân đến 30 phân là dưới này không có cái cành nào hết á. Thì không có cái cành nào nó mới mập những cành trên này. Thế bây giờ là dưới này là mình không chịu cắt đi thì giờ nó mập tù lù à. Cắt á thì mình thấy tiếc nhưng mà thực ra ở dưới này không có tác dụng. Nó là cùng cành. Dạ. Mà không có tác dụng với lại là lấy trái đây sao lấy. Sát mắt ghép ai dám lấy. Thấy không? Mà cây nó khỏe lại chỗ này mai mút mắt ghép nằm giấu bên trong luôn. Nó ôm cái mắt ghép này lại luôn này. Cây này lực á. Cây này khỏe. Nhưng mà đợt này là thua rồi. Đợt này là bác thấy vàng lá hết rồi. Bộ hổ mỹ dưới này nó phần nó không có đề mấy. Tôi mỗi lần ra nó kêu ra tôi đề mấy mà. Có hệ thống tưới rồi thì mình làm đi. Cái này bị khô. Dạ. Hổm ra dùm thấy xanh đen. Tôi nghĩ lực đi ra mới đi. Dạ. Xanh đen nhưng mà có hai vấn đề là thiếu nước là đầu tiên, thứ hai là thiếu đất, chưa nói về phân bón, không chưa nói phân bón là đã thiếu hai cái đó là đầu tiên rồi đó. Sao không rửa vô cây nhìn cũng y vậy mà giờ vô cũng y vậy, mấy tháng rồi, 3-4 tháng rồi, có nghĩa là cái độ cao á, rửa vô độ cao cũng như đây giờ nó cũng như đây. Đâu phát triển nhiều không? Ở vườn này con cho dinh dưỡng vô thì nó phục hồi lại. Yêu cầu có đất có nước rồi chưa?